đây, vào đây. Vào nhá. Xem có đổi chế độ. Ui. Nâng chiêu của gì em ạ? Ý lên, ấn vào cái talent, chọn một trong ba chiêu, ông cấp 5 chưa? Rồi. Ý lên vào talent. Chọn một trong ba chiêu này, ông đọc xem chiêu nào ngon thì ông cộng. Anh nghĩ mình được đổi đúng không? Đổi gì? Có được đổi, có được đổi, có được đổi, có chọn xong có được đổi lại. Thoải mái. Cứ chọn thoải mái đi. Tôi đổi sang thành đấy rồi. Bây giờ tôi là Iron Breaker rồi này, tôi đéo còn là thằng Veteran vớ vẩn nữa. Đó. Chiêu của tôi bây giờ mới. Ôi, chiêu của tôi mới là cái gì ấy? Các bạn thấy chưa đọc. Chiêu mới của tôi là cái gì ấy? Vào đi. Vào được rồi. Vào đi. Vào đi rồi đọc. Vào cho. Bàn đi tàu chế. Mạnh ế. Đấy, từ từ. Bình tĩnh nào mày, đứng lên đây, tao đang đọc chiêu gì. Cái này hình như là làm giảm khả năng thủ, làm giảm thủ của cái địch à? Làm giảm thủ cái địch hay là tăng thủ của mình ấy. Ui, cái đéo rồi. Tí con gỡ một khẩu. Vào cái thấy ngay con quái vật to đùng này. But it turns out some folk were too stubborn to show a clean pair of heels when it all went south. Now, we can't sit by as the crotchety... Cái này mình đang chơi theo cốt truyện này à? Không biết, như thế. Thấy nó tới triệu map, cốt truyện này. Ôi, cô ấy nhìn trong sáng vậy. Sáng sủa vậy. Showdown à? À, nhìn cái map này tôi nhớ đến map showdown. Chắc trong cái... Ôi, ông Hiệp có kiếm rắn như kia đấy. Tôi nhìn mắt này tôi nhớ đến ham sâu đau. Có con gì ngoài kia vậy? Quái vật chết gì? I do not expect to find many still alive. Well, we're here to do what we can. Do I say less prattle? Sao tôi đi chậm thế này? Alright. Anh mặc giáp. Thế mặc giáp sắt rồi thế. Ai lo? Chết ngắn chờ đấy. Ôi bây giờ tôi cũng đéo còn đéo còn lấy rồi. Tôi bây giờ tôi cũng bị kiểu như ông Hen rồi. Là đéo bắn đầy được nộ. Chưa đéo bị đi đâu rồi đó. Bên này. Ui, bắn phát trúng đầu luôn á. Ui trời. Ra đây test xuống. Ra đây test xuống, đừng có bắn. Đừng bắn vào đó. Test xuống sau. Thì mình hồi chém rồi. Đéo giờ là mình. Cô bình thở. Mỗi người mới vào trong mình á. Cái nào bắn cái đéo đấy, cái đéo đấy. Chống búa đập đéo sướng bằng diều nhá. Diều chặt người nó ra sướng hơn. Mẹ lại KS kìa. Mẹ KS kinh ngay. Hả à, nào nó ăn nhiều mà. Chém phải nhanh chứ. Địch mẹ nhanh. Mẹ đang cầm trọng khi dùng cái đau rồi. Đọc chưa? Ô kìa. Gì đấy? À, xong rồi bắn gần quá. Ui dồi ôi, tôi đập trong mắt. Bọn mày nhòn này. Khổ thân bọn này ạ. Đi nhìn đi đấy. Ô, trong này có bom này. Có gì này. Thứ gì ở trong đấy đấy. Tiếng gì đấy? Ui, cái gì đây? Ui, cung tên của em bắn xuyên hai thằng luôn ạ. Mày nhọn này, áo đi. Ờ, chết rồi. What the fuck? KS à? Mẹ, mình chém điên cháy rồi, ông Huy vào chém hát Huy. Rồi, thằng Bình này thích đi một mình cơ đi mẹ. Đéo ai mà ra cứu mày cũng đỡ. Cút ra. Mẹ. Chết mẹ rồi, tao đi nhầm đường rồi. Cút ra. Súng của Hiệp đâu? Em nhớ con này có súng mà.
để xuống bắn chạm bộ mẹ. Chúng ta có thằng quái vật, có thằng quái vật. Hiệp đâu rồi? Sao Hiệp bị bắt kìa? Ai bắt đây? Quái cái lúc phải. Để, ui, ra ngoài, Nam ơi, đi đường nào đây? Tới đi đường nào? Đây. Chích nhảy, nhảy lên cái này. Nhảy cất được đây, đây nhảy từ chỗ này. Nhảy đến bên này đây nha. Nghe tiếng mọi người hoàng gào lên nha bên đấy. Cái búa là đập nó cảm giác nó không sướng lắm. Mặc dù nhiều khoa đập chỗ đập 3-4 thằng cùng lúc á. Còn nó văng hết cả đi, phê. Nhưng mà thầy nên có một vũ khí đánh xa chứ, thầy đánh vũ khí đánh gần hơi tù. Hai vũ khí thằng này đều đánh gần. Ủa quá. Ôm đi ra đằng sau. Con này cận chiến ngon hơn. Ôm đi ra đằng sau nha. Đi sao đây? Mẹ kiếm nặng ý thức. Tiếng gì đấy? Bót kìa, bót kìa. Ui sao con này như ghê vậy? Kiếm nặng quá. Chưa, bắn nó đi mà. Con này như ghê vậy? Ôi, nó bắt ông Hiệp kìa. Kiếm nặng quá. Mày nhòn nó cho một quả bom. Ui da, đau quá mày. Hai ui đau quá. Ui vãi. Đang cố đập vào đây. Một con này ghê vậy. Cái con tôi bị cháy. Mày nhòn này. Mày nhòn này. Rồi tôi giết. Hai giết đây. Nó bị cháy người thôi, khổ quá, đau quá. Đi đâu bây giờ? Không biết, đi bừa rồi, thấy đường đi. Cái mẫu này, ở đây có mẫu này, ai hết mẫu không? Úi dồi. À đéo rồi. Hết mẫu. Tôi cảm giác là cái vũ khí nó hơi cù không ạ? Có chỗ nào lấy đạn không nhỉ? Tập không kiếm chém mình không ấy. Nhìn Hiệp cầm trông nặng lề vãi. Hiệp là kiếm sĩ, cầm Hiệp kiếm là đúng rồi. Kiếm đấy chém chậm như là đam to. Chọc kiếm. Cái đây có máu này. Ờ, ngon, chắc được quyển sách rồi. Ờ, ngon, cầm ít. Đâu? Ai mất ít máu thì cầm quyển sách. Bởi vì cầm sách được, là không cầm được máu đâu. Đây là thế ai cầm sách, ông Hiệp cầm sách rồi à? Cứ cầm đi. Hiệp cầm sách được. Hiệp có chém hồi máu mà, lo gì. Tôi cũng có hồi máu này, tôi hất ngã là tôi hồi máu. Ôi lợn này, đạo này. Ơ, đạo này, cái đâu đạo? Sợ ngồi... đây này, trước cứ con trốn quân địch ngồi đứng ăn uống như không người này. Ôi chết rồi, ông nào đập chết đạo rồi. Không bình lắm. Ôi trên nóc nhà, con đấy kìa, con. Mày nhờn. Trời ơi, thật là cái này như cứt. Con này con thịt độc. Cái súng bắn lửa này, bắn gần vãi. Súng bắn lửa. Từ từ, check mấy cái nhà đi, check mấy cái nhà này có thể có ấy đấy. Có thể có sách đấy. Đây là nhiệm vụ nhà mình trong nhà, nhiệm vụ. Gì đây? Ôi con này con kháng phút lửa. Ui đâu mà. Hiệp ơi cẩn thận. Ôi đi ra ngoài đi thôi. Ây à.
Tao heo. Mày nhờ này, mày nhờ này, mày nhờ này, mày nhờ này. Mày ơi quý, xấu quá. Chạy. Thôi gần đéo nghe gì cơ. Mày chạy á, mày chạy này, mày chạy này, hãy chết đấy. Ôi gì nó chết rồi, còn tung khổ vãi. Ui đông, nó đến đây. Tao thấy mọi thứ xung quanh nó cứ ảo ảo nhỉ. Cứu đang chạy đi, đang chạy chậm quá. Thì cái súng này bắn xa được ạ, tí phải đổi ngay khẩu khác rồi. Không bắn xa được cái vú này. Cái đấy. Mạnh lên nhà ấy đi. Trên này em đéo có gì đâu. Phải lên đây mới đi thang bên kia được. Trên này đường đi trên này không này. Đường đi trên này. Đây. Check trên đây xem có sách sủng gì không ạ. Ông Hiệp vẫn, ông Hiệp sách đâu Hiệp? Ai cầm sách vậy? Như không phải rồi, mất rồi. Ai cầm sách đâu? Mất. Nãy ai cầm rồi ấy. Ai cầm? Không em nha. Đéo hiểu. Không có sách thì đéo nhận được hòm tin đâu. Cầm tin này em được. Sách đéo ông Hiệp cũng cầm sách không để đâu. Mất. Sao mất? Ở viên. Đéo hiểu. Ôi à. Mất được 12. Ok, con này đấy. Đéo hiểu mày. Đéo hiểu đã mạnh một cái. Cố giết tao nhanh rồi còn kiếm bình. Đúng rồi, anh em với nhau. Mẹ đang cầm kiếm nặng nó mạnh cái này quá, mày kiếm nặng quá. Tôi còn đang nặng hơn này, tôi thằng đi chậm nhất đoàn này. Chân đã ngắn. Vừa luôn vừa ấy. Cái gì đấy? Đằng sau. Úi dồi ôi, đông. Úi dồi ôi, trông phát. Úi đông quá. Thì đám đông. Úi dồi ôi, tôi đang ra đây, thằng Bình đưa ra. Đập tóm mẹ. Ui. Hai con trâu đập nhau. Hai con trâu đập nhau. Có thằng cầm ấy nhá, có thằng cầm. Thằng này nó trông quá. Có thằng thịt đã đập, các bông đập. Ông Hiệp chạy đâu kìa, tí lại chết, nó kéo cho cái, chết mình, nhớ chứ được. Mẹ mất quyển sách ngay thế nhở. Ông Hiệp ơi. Chắc xem ở đâu có sách không. Nhau đây. Mình bắn nổ. Bắn thư nhở. Đâu thằng này thằng bắn độc. Em. Thằng này thằng xịt độc. Trong mình chém con quái nhỉ. Nhá cầm mẹ kiếm nhẹ đi, áo cầm trọng kiếm. Ôi sách. Ơ không phải sách à? Đấy là ấy thôi. Không phải sách, đấy là máu.
Cả tôi chơi đấu game như giờ tôi chưa có ăn. Ôi, nó nằm ra rồi. Thôi đi, cái bắn phát chết mẹ rồi à. Kinh vậy. Tôi nhìn, anh nhìn mũi tên này. Kéo rồi đấy. Găm vào đầu rồi. Phải nhìn bắn nó phải là hai mắt. Ui da, đánh cùng băng ở xuống dưới ạ, đau quá. Đó thật. Úi ta đấy, úi ta. Awe, 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 awe. Mày nghĩ cái này. Tao lại cũng 1-1 cho mày luôn. Ui đau quá, ôi máu, đau căng thế. Cái cung là của em bắn xuyên sát rồi. Ui, phát chết thằng kia kìa. Mày không chết. Mày này cố tượng này. Úi thôi ơi, chỉ cho đạp. Nhớ đạo không hiệp, đến tội luôn, cổ quái. Mày trùng thế. Úi dồi. Không ghi anh sao đây, sao cục chưa? Ai cục chưa? Cửa đây mở được đấy. Xong ngoài chẳng có gì ngoài nước. Không. Không. Nó đi đâu rồi? Trong cửa này có cái gì không? Mày nhòn này. À cứu tôi! Cứu tôi! Ngoài đi! Có mẹ con đang bắt chó! Cứu tôi! Cứu! Đây đây! Đi! Con đông quá! Thằng ơi, lần sau đám quái à. Nó kéo tôi đi xa quá. Cứu với. Đi tôi treo cổ tôi thôi. Nó treo cổ luôn đây rồi, khổ quá. Thôi xong rồi. Những giờ phút cuối cùng rồi. Xong rồi. Đéo treo cổ mạnh. Nó kéo chết luôn rồi. Ở ngoài rồi, ngoài. Ra tìm chỗ cứu. Không tìm, không cứu. Có chỗ cứu. Ok. Có chỗ cứu ấy, nó sẽ lúc sau nó sẽ có chỗ. Không quay lại đâu, cứ đi tiếp đi, nó sẽ có chỗ như kiểu Left 4 Dead ấy. Nó có một cái phòng hay một cái gì đấy để cứu. Sao tụi mày đéo chết rồi này? Mạnh đi đằng sau. Khổ quá, cho chết đi. Nó ra là treo cổ mạnh. Ok. Bởi vì ôm 0/2 cái gì vậy? Sao tôi mãi chết rồi này? Nói sao? Trên này có bởi vì ôm cái gì đó á. Rồi xong. Kết thúc. Đây. Góc bay đã chuyển sang nhiều. Cầm vừa đi vừa phạt. Nhìn nó kìa, vừa đi vừa phạt, nhìn mệt quá. Ôi giời ơi. Đây là Huy Anh. Đây là Huy Anh. Mạnh đâu. Huy Anh trưởng rất kinh. Triệu tập. Đằng sau kìa Huy Anh kìa. Hiểu nhìn nó hiểu, cầm cái kiểu phạt khổ quá. Ở đây có gì này? Thách này à? Cái tờ giấy kìa, quần giấy kìa, nghe tí. Ok. Quần giấy chưa? Sao đấy vẫn còn trên đất? À trên... Rồi. Vẫn còn mà. Quần giấy kìa. Trên cái ghế. Nhặt. Con đi, nhặt con mà. Sao tôi vẫn thấy nhở? Cứu tôi ở đây, tôi ở đây. Tôi nhìn thấy ở đâu rồi? Đây, chạy ra. Ra cứu tôi đi kìa.
ý tôi không, mình chạy đâu đây? Sao tôi xa thế nhở? Ơ, ừ, đằng sau có cái hòm, mình nghe đằng sau mày có cái hòm. Chết đằng quái đi, chết đằng quái, có cái hòm kìa. Ôi, mình kìa, mình chèo bức cắt. Có gì không? Đéo hiểu hòm, đéo không có gì. Huy Anh đang... đang chém, nhưng mà đang ngồ, đang chém không khí. Anh nó rút trượng anh trưởng. Nhưng anh trưởng đéo chúng ai cả. Yep, đang làm gì ở đây đây? Mạnh đâu nhỉ? Đéo biết. Mạnh xa mạnh kìa. Tôi nhìn thấy câu ở phần kia thôi, tôi đéo biết đi đường nào rồi đấy. Tôi đã cứu mạnh. Đứng nào nhỉ? Mở cửa đấy nào, trong cửa đấy mở đâu. Ô cái đi về trên này, à tu nhân. Giải cứu tu nhân, giải cứu tu nhân. Giải cứu tu nhân xong là sẽ đi được. Lên trên đi Bình ơi, à, câu hai ông kia, lên trên đi, hai ông kia. Nhanh lên không Bình ơi, bắt trên này không ai cứu này. Bình ơi, lùi lại tí đi. Để góc cho đây nắng. Bình cùng hai đánh quá. Chiều, chiều. Tại mới đầu rồi. Rồi, Tiệp đã ra và đang phạt không khí. Tiệp đang chạy ra cứu. Đây rồi, Tiệp đang chạy ra cứu. Đã cứu kìa, đã cứu kìa. Rồi, mình hồi sinh. Ok, anh đã quay trở lại. Xông lên. Hai thằng nào này? Tao đứng đơ này. Ui, hai thằng có hai cái gì ghê vậy? Về đi, về đi, chạy về đi. Chạy về đâu? Về làm gì? Về, về, về. À, chạy, chạy theo cái chiên, chạy theo chiên. Giải cứu trong dân làng rồi, chạy thôi. Ơ kìa, ai, ai cái gì đấy? Vinh vai, vinh vai. Tốn, tốn, tốn. Cái chiên này giải 88 đông rất ngon nhé. Nó cầm nó đùng 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 cái nào. Bay hết. Thôi quay lại thôi. Trận này mình em chém hết. Mình em chém hết. Ờ, vào đây bọn em đi bình luôn. Ta hình trước drone. Xong hết mà. Mình em chém hết. Quả trọng kiếm này chém mệt quá. Nhìn thứ câu phải nhìn góc nhìn thứ ba, nhìn nó chéo thứ buồn cười. Nó phạt người nó văng rồi đi, khổ mãi đấy. Level up rồi, chuẩn bị lên level 10 rồi. Đây là 10 là mở được ấy. Mở được thêm một skill nữa. Level 7. Nó đủ level 7. Thì nè, đéo được, vẫn đéo được quyển sách nào. Cùi đéo chịu được á, vẫn nâng được một đéo nâng được mỗi một điểm ạ, vẫn được mỗi cái hòm cùi. Hay nhá. Nó phải đầy cái này cơ, đầy cái này cơ, đấy được hai quyển sách nó đầy cái này mà. Và nó sẽ ấy hơn. Mình cầm cái súng này phế quá. Chúng ta chém đi. Tại sao mạnh ấy không được khoanh chỉ số nào vậy? Đéo biết, game bị đổi thì sao nữa. Mình cả tối tanh cho tìm mình thôi. Giết 6 con đặc biệt ạ. Mình giết 6 con đặc biệt. Mili tìm. Mili đặc kêu. Thằng Bình cái chiêu của nó gây đam mạnh mà. Thằng Bình nó chiêu của nó như cả AD mà bắn một phát chết cả đàn. Khéo hiểu ạ. Thật tung là. Good evening. Made it through another day, eh? Cũng của em còn bắn xuyên giáp mà. Mặc giáp gì đấy, đây là nhiệm vụ gì đấy? Ngon. Đây là cái đồ này hay cơ. À mấy cái nhiệm vụ cái này kiểu như nhiệm vụ ngày này, nhiệm vụ ngày sau khi được nhiệm vụ ngày thì sẽ được cái đồng bạc này, đồng bạc này vào shop mua đồ. Ngon. 50 silic này kéo đi. Có mấy cái nhiệm vụ ngày đấy vào mà nhận. Nhận xong mình có thể vào shop mình mua đồ ấy. Từ từ. Mình roll vài cái mà. Roll 3 bình đi để 6 đi. Cái toàn dây chuyền ạ. Ui được một thanh dìu đơn thì chém hơi chán.
Mình thích cầm khiên hơn. Tôm cái gì đó quá. Tôi đôi súng lục. Tôm cái gì? Tôm cái gì? Khòm chứ cái gì? Ông có được khòm không? Ba cái thằng là cây. You've seen the twin-tail comet's back, Bardin. 99, cái này được thêm power. Tỷ lệ bạn nhìn kiếm tôi mày. Kiếm nhìn kiếm tôi vậy bạn. Cộng kiếm lửa. Stamina, power. Đánh đam thì như này chưa? Cái gì? Hình như em mở được tướng hay sao? Kiếm lửa thôi mày. Đó. Đây. Quay nhìn ngay chưa? Ok, 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 ok. Kìa rồi, đâu, chỗ lửa đâu. Đấy. Ghê quá nhỉ. Đâu, ông hiểu, cầm cái truy em nè, cầm cái truy em nè. Đổi súng á. Ờ, tôi cũng đổi súng á. Tôi thử đổi thằng cái khẩu súng lục này sao. Đôi súng lục của tôi đâu rồi. Ơi, thằng anh, à, có. Gì đây? Đam 99. À, tăng thêm 7% trong đam đây. Sao? Sao đâu? Ui! Ui! Cái gì? Sao đâu? Ơ? Súng thằng này cũng không phải thay đạn à? Không có đạn luôn, tới máy. Cái đam 104 nhưng mà... Ui! 30% block. Thôi cầm rồi. Cái này có 4 lần block. Những tiểu tù vãi. Vào luôn nha, vào luôn nha. Thôi mình vẫn thích cái này hơn. Thôi cập tạm tầm tiêu thử cái tiêu cũng chặn. Ô, cái cổng này là cái cổng gì đấy? Ai biết? Cái cửa này là cửa gì này? Cốt đi. Cốt đi. Cái cửa này này. Cửa ra ngoài. Chào. Chào. Mày đã nhận được tiền là tài khoản chưa?